Xin chào bạn, với những bạn nào mà quan tâm về công nghệ và đặc biệt là quan tâm về thương hiệu Vsmart thì các bạn cũng biết rằng là trong thời gian vừa qua thì Vsmart đã công bố rằng là chỉ trong năm nay thôi thì họ sẽ chính thức gia nhập thị trường smartphone tại Mỹ thông qua việc là gia công một chiếc điện thoại nào đó dành cho một nhà mạng tại Hoa Kỳ. Và trong ngày hôm nay thôi thì chúng ta đã nhận được những thông tin ban đầu về mẫu smartphone đầu tiên mà Vsmart bán tại thị trường Mỹ. Họ sẽ bán thông qua nhà mạng nào và nó sẽ có tên gọi như thế nào? Thì video ngày hôm nay mình sẽ muốn tổng hợp nhanh cho anh em về những thông tin này vừa được rò rỉ ở trên website của Ủy ban Truyền thông Liên bang Mỹ. Và nếu anh em nào mà đang quan tâm tới những sản phẩm của Vsmart đang bán tại Việt Nam thì đừng quên ghé qua hệ thống Di động Việt. Hiện tại thì Di động Việt đang phân phối rất là nhiều dòng smartphone đến từ Vsmart như là Joy 4 này, Line 4 này, hay là có thể đặt trước chiếc Vsmart Aris Pro với mức giá cực kỳ là hấp dẫn dành cho các bạn. Link cụ thể về chương trình khuyến mãi giảm giá bán hàng như thế nào thì mình sẽ đặt ở phần bình luận cũng như là phần mô tả của video ngày hôm nay nha. Quay trở lại với cái thông tin về chiếc điện thoại đầu tiên mà Vsmart sẽ bán tại thị trường Mỹ thì mới đây thôi thì ở trên website của Ủy ban Truyền thông Liên bang Mỹ FCC và ở trong cái danh mục là EAS, tức là danh mục những thiết bị điện tử sẽ được bán tại thị trường Mỹ, thì đã có rò rỉ về một cái bảng model, một cái bảng thông tin về một sản phẩm của bên nhà Vsmart các bạn ạ. Một cái thông tin rất là quan trọng luôn. Và một trong những thứ mà mình thật đáng quan tâm đó chính là tên model này. Tên model sẽ có tên gọi là V340U. Và có một cái dòng chữ các bạn có thể là nhìn rất rõ ở trên cái hình chụp ở trên Ủy ban Truyền thông Liên bang Mỹ ấy, website của Ủy ban Truyền thông Liên bang Mỹ, chính là AT&T. Và như vậy thì chiếc Vsmart đầu tiên bán tại thị trường Mỹ sẽ được phân phối thông qua nhà mạng là AT&T nha các bạn. Nếu như bạn nào chưa biết á, thì AT&T là một trong hai nhà mạng có mức độ phủ sóng lớn nhất tại thị trường Mỹ, cực kỳ là lớn luôn. Và mình cũng rất là thích cái nhà mạng này, bên cạnh Verizon, mình cũng rất là thích Verizon. Nhưng mà thôi, cứ thông qua AT&T, một trong những nhà mạng lớn nhất tại thị trường Mỹ, là đã giúp cho Vsmart có được một cái thị phần, một cái mức độ phủ rất là lớn tại bên thị trường Mỹ rồi. Đó là những cái thông tin rất là quan trọng. Và thông tin tiếp theo mà các bạn có thể là nhìn vào những cái nhãn mác ở trên Ủy ban Truyền thông Liên bang Mỹ á, đó chính là tên gọi của sản phẩm này. Thì những thông tin mà có ghi ở đây á, thì nó sẽ có tên gọi là Dillon. Mình đọc tiếng Anh thì nó cũng có thể là hơi không chính xác á. Thì nếu anh em nào mà có cách đọc chính xác hơn thì có thể là comment cho mình biết với nha. Và đây các bạn có thể thấy là cái dòng chữ mà bọn mình đang đánh dấu đỏ á, thì có nghĩa là Dillon device này nọ ABC đó. Đó, mình thì đọc tiếng Anh hơi ngu cho nên là thôi, các bạn nào có thể là thông cảm giùm mình nha. Và đó là toàn bộ những thông tin thôi, toàn bộ những thông tin mà ở trên ủy ban website của Ủy ban Truyền thông Liên bang Mỹ FCC vừa đăng tải. Và bên cạnh đó thì một vài những cái thông tin khác mà ở trên cái website của Cà phê Bít Việt Nam á, thì cũng có chia sẻ rằng là mẫu điện thoại Vsmart xuất hiện ở trên website lần này á, thì nó sẽ có tên mã là 2AVD3V340U và đã được đăng kèm lên đây á, thì từ ngày 23 tháng 6 rồi. Và tới ngày 20 tháng 7 thì FCC mới chính thức đăng tải những cái thông tin về nhãn mác của sản phẩm này mà thôi. Tức là mình nghĩ rằng là chiếc Vsmart bán tại thị trường Mỹ đã được sản xuất và đã được nhập về thị trường Mỹ, và bây giờ chỉ còn chờ đợi về cái ngày mà sản phẩm này sẽ được ra mắt tại bên Mỹ mà thôi. Khi nào mà chiếc máy này ra mắt ở bên thị trường Mỹ thì mình sẽ có những cái thông tin tiếp theo để tổng hợp cho anh em về thông số kỹ thuật và mức giá mà Vsmart Dillon bán tại thị trường Mỹ sẽ là bao nhiêu. Và mình cũng sẽ cố gắng mượn một chiếc Dillon về Việt Nam để review cho anh em xem thử là nó sẽ như thế nào. Nhưng mà một trong những thứ mình rất là kỳ vọng á, là chiếc máy này sẽ hỗ trợ mạng 5G. Lý do là mình nghĩ rằng là bên thị trường Mỹ bây giờ á, thì 5G cũng đã bắt đầu phổ biến tương đối là nhiều rồi. Thì việc mà Vsmart phủ được cái hệ thống điện thoại 5G bên thị trường Mỹ cũng là một trong những cái điểm cộng rất là lớn cho cái sản phẩm này. Nhưng đó chỉ là cái suy đoán của mình mà thôi, còn không biết là khi mà chiếc smartphone này ra mắt á, thì liệu nó có đúng sự thật hay không, thì có lẽ chúng ta sẽ cùng phải chờ đợi. Nhưng đây cũng là một cái thành quả mà mình nghĩ rằng là chúng ta nên khích lệ Vsmart, bởi vì gần như Vsmart là một trong những cái nhà sản xuất mà họ sẵn sàng ra những cái thị trường lớn, ví dụ như là thị trường Mỹ chứ không phải là tăng thị trường Dubai, và để nhập kho về, và cũng không biết là có được bán ở thị trường Dubai hay không, giống như một vài những thương hiệu khác mà đi thẳng qua thị trường Mỹ và được
đăng trực tiếp ở trên website của Ủy ban Truyền thông Liên bang Mỹ, chứ không phải là chém gió ở bên Dubai nha các bạn. Đó là một trong những cái điều mà mình nghĩ rằng là chúng ta nên khích lệ và nên ủng hộ thương hiệu Vsmart. Còn các bạn suy nghĩ gì về mẫu điện thoại này, và các bạn nghĩ rằng là thông số kỹ thuật của chiếc Vsmart Dillon bán tại thị trường Mỹ sẽ là gì, và mức giá của nó bán thông qua nhà mạng AT&T là bao nhiêu, thì có thể là comment và chúng ta sẽ cùng thảo luận nha. Còn nếu xem đây rồi cảm thấy video này hữu ích, các bạn đừng quên là một like, share cũng như là subscribe và nhấn vào nút chuông để có thể nhận được những video mới nhất từ channel của mình. Còn bây giờ thì bye bye.